Phan Đại Nam kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là chiều ngày thứ Năm, 28 tháng 7 năm 2022. Chúng tôi đang có mặt tại tang lễ của cố giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh. Ông đã ra đi vào ngày 23 tháng 7 năm 2022 vừa qua tại thành phố Costa Mesa, Nam Cali. Và linh cữu của ông hiện tại được quàn tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô, thành phố Garo, Nam California. Trong chương trình tang lễ, sau phần phát tang và cầu nguyện do linh mục Mai Khải Hoàn phụ trách, thân bằng quyến thuộc và thân hữu đã lần lượt chào tiễn biệt cố giáo sư lần cuối trước khi đậy nắp quan tài, là đến phần không quân võ ý đọc tiểu sử cố giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Ông sinh ngày 3 tháng 1 1930 tại miền Bắc Việt Nam. Ông đã từng là đại tá tư lệnh không quân Việt Nam Cộng Hòa khi mới có 28 tuổi và ông đã thành công trong nhiều lĩnh vực, đóng góp rất nhiều cho xã hội. Kế đến là phần đặt quốc kỳ Việt Mỹ và không quân Việt Nam trên linh cữu trong tiếng kèn truy điệu. Và sau đó là phần phát biểu của ông Lê Văn Sáu, hội trưởng ái hữu không quân miền Trung California. Giờ đây, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh được nằm xuống là một nhân tài ra đi không quân chúng tôi, tất cả những người mất mát một người anh cả rất đáng quý, và nhất là gia đình. Đó là một cái sự mất mát của gia đình, của một người cha, một người con. Chúng tôi, những người không quân đến đây, những tất cả bạn bè đến đây, việc đầu tiên là xin chia buồn cùng gia đình và tang quyến. Đồng thời, chúng tôi cầu nguyện giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, toàn phần giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đến sớm về hướng nhà Thánh Chúa. Và sau đó, các đại diện đoàn thể hội đoàn đã lần lượt lên có lời chia buồn cùng tăng quyến và tiếc thương cho sự ra đi của cố giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, một tấm gương sáng cho người Việt quốc gia. Sự ra đi của đại tá Nguyễn Xuân Vinh khóa 1 Nam Định, tức là tiền thân của trường bộ binh Thủ Đức, mà tất cả chúng tôi đều là hậu duệ đồng môn, là một sự thất thoát to lớn cho kho tàng nhân tài của dân tộc Việt Nam. Ngoài chức vụ là tư lệnh thứ nhì của binh chủng không quân Việt Nam Cộng Hòa, ông còn là một phi công, một văn sĩ, một giáo sư, một giảng sư, một tiến sĩ, và đặc biệt hơn hết là một trong những khoa học gia thuộc chương trình không gian NASA Hoa Kỳ. Nếu phải liệt kê hết những thành công và những chức vụ trên quãng đường dài 92 năm của cụ Alfonso Nguyễn Xuân Vinh, thì sẽ cần rất nhiều giấy mực và thời giờ. Vì vậy tôi xin được tạm dừng nơi đây và một lần nữa thay mặt cho hội ái hữu cựu sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức Nam Cali, tôi xin chân thành chia buồn cùng tang quyến về sự mất mát lớn lao hôm nay của tất cả chúng ta. Vâng, tôi là biệt chức dù lực lượng đặc biệt Phạm Đức Cường, đơn vị sau cùng là đơn vị 101 quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi, những cảm nghĩ của tôi về giáo sư Nguyễn Xuân Vinh thì tôi không biết diễn tả làm sao cho nó hết, nhưng mà tôi đã từng phục vụ trong tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa dưới quyền của giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, thì tôi thấy ông là một vị đàn anh đáng quý, một người dù lớn tuổi vẫn hy sinh cho đại cuộc, vẫn đứng ra đảm nhận các công tác trọng yếu và đều được anh em, không cứ là riêng anh em bên không quân thương mến ông, mà tất cả anh em chúng tôi bên đơn vị 101 cũng như lực đặc biệt đều thương mến giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Cho nên hôm nay tôi thấy đây là một sự mất mát lớn lao của tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại khi một vị đàn anh đáng quý ra đi. Tôi là Lê Trị, học sinh trường Hưng Đạo của Hưng Đạo và là học trò của thầy Nguyễn Xuân Vinh. Chúng tôi cũng là một đơn vị của tôi là một đơn vị 101. Tôi ở trong thành phần của tập sĩ chiến sĩ hải ngoại. Tôi rất may mắn là ngày 21 tôi đến thăm thầy, bắt tay thầy, từ giã thầy, và ngày 23 ngày thầy ra đi, xin Chúa và ơn trên phù hộ cho thầy, và chúng con luôn luôn kính cầu nguyện cho thầy Alfonso Nguyễn Xuân Vinh. Kính thưa quý khán thính giả, theo như chương trình,
Thánh lễ an táng cố giáo sư Alfonso Nguyễn Xuân Vinh sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Sáu, 29 tháng 7. Di quan và hỏa táng vào lúc 10 giờ 30 sáng tại Destiny Funeral Home, thành phố Long Beach, Nam California. Phan Đại Nam tường trình cho SVTN từ thành phố Garden Grove, Nam California.